Xã hội này có dai phải có trả, có qua thì có lại mới tội lòng nhau. Mấy hôm nay báo mấy ông công trình quá xá, ăn ké ở chợ người ta rồi, còn xin đồ đem về nữa. Có mấy con khô cá lưỡi trâu với cái đuôi con cá thu muối dùi treo lổm lẳng cũng đành lòng gửi về luôn. Còn về đồ ăn dân dã thì khỏi bàn, ngày nào cũng có cá lóc, lương đồng, cá phi, rắn, rồi chuột, ôi thôi đủ thứ hết. Thôi thì bánh ít đi thì bánh quy cũng lại. Hôm nay Ngọc ra chợ mua con cá rồi đem vô chòi làm cho mấy anh lai rai. Trên đường đi ra ngoài chợ thì Ngọc cũng không có quên dai dội một ít lá đinh lăng với mấy trái khế chua của hàng xóm. Mấy chú bác ở trong xóm cứ cho con dai đi, rồi khi nào con có cái vườn rau rồi con trả lại cho. Cái chợ này người ta gọi là cái chợ Chầm Hổm, gần chợ Lộc Sơn ở khu công nghiệp Giao Long. Bên trong kia có cái nhà lồng chợ cũng bự dữ lắm, mà tại Ngọc thích mua ở ngoài đây hơn. Chợ bán đủ thứ trên đời hết, thịt, cá, rau, củ quả cho tới đồ ăn vặt. Hồi nãy lúc mà đi ngang cái xốp quần áo có nghía vô thấy mấy cái đầm cũng bén lắm à nha. Sau khi mà đảo một vòng thì Ngọc mua con cá sa ba với một ít rau và trái cây. Cái tật ngộ lắm, hỏi mà đói bụng là thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn á, nhất á là trái cây. Mua có một chút xíu à mà ông chú ba ông cứ nhai hối lẹ đi, hốt lẹ đi, để sinh tố lúa mạch ướp đá lâu quá uống vô là bị ải chỉa á. Sau khi tới chòi thì Ngọc bắt tay vô sơ chế và ướp liền. Hôm nay Ngọc làm món cá sa ba nướng giấy bạc xanh. Tại lúc nãy đi đâu có mua giấy bạc đâu, giờ lấy lá chuối nướng luôn á mấy bạn. Cuộc sống mưu sinh của mấy anh vất vả cũng không có kém. Có anh thì ngủ võng, có anh thì ngủ giường tự chế. Lai ra với anh em toàn là đồ dân dã ngon dữ lắm, chứ bữa cơm chỉ qua lo mấy con khô, cái trứng và gói mì. Cái bếp thần thánh này làm đủ thứ món chiên xào nấu nướng. Bình thường là nó đã mệt mỏi rồi, thấy Ngọc tới chắc nó cũng rầu dữ lắm. Mà hôm nay trời thì có thêm khách mà Ngọc đâu có biết đâu, nên chỉ mua có một con cá thôi à. Con cá sa ba này cái đầu nó to và Ngọc ốp nhiều đồ lắm, nên tập tung nướng cho nó chín trước. Chứ lỡ mà khui ra nó chưa chín nó tanh rình, chắc Ngọc nhảy xuống kinh luôn chứ biết làm sao trời. Mà cũng hên, chín bốc khói thơm phương phức luôn, dữ thiệt. Là một cuốn chấm với mắm nêm, cay cay chua chua, dưa leo thì giòn giòn, lá đinh lăng thì nó thơm, khế chua thì nó chua lè chua lét luôn, cùng với cá nó béo ngậy quyện lại. Cho em một ly sinh tố lúa mạch đi mấy anh ơi.